Yeah, em xin uh, kính chào quý thầy, quý vị uh, bác sĩ. Uh, trước tiên thì em xin thay mặt uh, Bệnh viện 75 cảm ơn Liên Chiểu, Hồ Chí Minh cũng như là thầy uh, Công, thầy Tuấn đã cho phép có một cái bài báo cáo về uh, cập nhật đồng thuận về việc uh, sử dụng thái tuyên toàn phần trong các bệnh lý thần kinh ở Đông Nam Á. Uh, thì cái bài của em sẽ có 5 phần chính uh, đi theo cái uh, nội dung của khuyến cáo đồng thuận. Uh, đầu tiên thì tay huyết tương nó là một cái phương pháp và như mọi người đã biết nó là chi tách huyết tương từ máu toàn phần. Vì vậy nó rất hữu hiệu trong các cái việc là loại bỏ các kháng thể bất thường và các yếu tố gây bệnh khác. Thì trong những năm thường gần đây thì các cái nhà thần kinh học thì càng quan tâm nhiều hơn đến việc sử dụng cái thai huyết tương này trong các bệnh rối loạn vệ thần kinh trung ương, vệ thần kinh ngoại biên. Và một trong các yếu tố góp phần thúc đẩy cái việc này chính là cái chi phí điều trị cũng như là cái nguồn lực hạn chế của IVIG, đặc biệt là các cái tình trạng đa giả tính mạng của chứng guillain Barré và các cái hội chứng như cơ kháng trị hoặc là trong các cái tình trạng cấp tính của các bệnh lý khác. À, từ cái quan điểm của Hội Thần Kinh Đông Nam Á thì cái việc điều trị những cái bệnh à, nhân mắc các cái bệnh lý thần kinh tự miễn, đặc biệt là những quốc gia có thu nhập thấp, thật sự là một thách thức và các cái nghiệm pháp trúng đích như là kháng thể đơn dòng, à, hay là việc sử dụng một số các cái thuốc khác thì thực ra nó chỉ áp dụng được một vài quốc gia ví dụ như là brunei malaysia singapore thái lan và hầu hết thì cần phải có chỉ định đặc biệt và có cái sự đồng thuận của các cái cơ quan quản lý y tế còn thay huyết tương thì nó được xem như là một cái phương pháp điều trị với cái chi phí hợp lý và thay thế được các cái phương pháp điều trị miễn dịch đắt tiền khác ở đông nam á các cái hướng dẫn dựa vào cái bằng chứng tập trung vào việc sử dụng thái tương chuẩn và các cái phương pháp thay huyết tương như là cái lọc hấp phụ hoặc là lọc huyết tương với hai quả lọc thì một cái hướng dẫn đơn giản à, cho các cái bác sĩ trong việc chỉ định và ứng dụng thái huyết tương này trong các bệnh lý thần kinh là à, cái việc rất là quan trọng và có ý nghĩa đối với quốc gia Đông Nam Á chính vì vậy mà từ năm 2018 mà hiệp hội thái huyết tương Đông Nam Á viết tắt là SISPEC đã có bắt đầu có những cuộc họp và trao đổi đầu tiên nâng cao nâng cao cái việc sử dụng thay huyết tương trong các bệnh lý thần kinh này và hiệp hội này thực thể là một cái thực thể độc lập từ các cái chuyên gia nghiên cứu về thay huyết tương tại các quốc gia Đông Nam Á ngoại trừ Campuchia và Đông Timor và được sự bảo trợ của các chuyên gia quốc tế và cái tài liệu mà em sắp trình bày đây thì nó không à, nhằm hướng đến cái việc thảo luận một cách chi tiết về bệnh học về cơ chế tác động của thay huyết tương mà nó đơn thuần là cung cấp một cái hướng dẫn tổng quát trong việc sử dụng thay huyết tương như là một phần của các cái liệu pháp miễn dịch À, về cái cách thức để xây dựng à, cái đồng thuận này thì cái bước đầu tiên thì các chuyên gia sẽ tìm hiểu về cái phổ bệnh gánh nặng và những cái thách thức điều trị ở Đông Nam Á cái bước thứ hai là đề xuất điều trị và cái bước thứ ba là lấy ý kiến về lược đồ điều trị từ các cái chuyên gia của Sixpack thì cái lược đồ điều trị thay huyết tương này đã được trình bày và thảo luận tại cuộc họp lần thứ hai của Sixpack tổ chức tại Yangon Myanmar về kết quả thứ nhất là phổ bệnh lý thần kinh à, điều biến miệt tại Đông Nam Á thì à, nhóm các chuyên gia đã xác định là các rối loạn thần kinh trung ương hay gặp nhất tại Đông Nam Á là NMOSD, MS, à, viêm tụy ngang vô căn và viêm não tự miễn các cái rối loạn thần kinh trung ương ít gặp hơn như là các rối loạn thần kinh cận u Adam, cái về cái gánh nặng bệnh tật không có nghiên cứu đầy đủ tại tất cả các quốc gia. Tuy nhiên với cái bệnh lý hủy myelin thần kinh trung ương thì tỷ lệ mắc MS dao động từ 0.2 tới 2.73 trên 100.000 dân, trong khi đó với cái NMO thì tỷ lệ này khá là dao động cũng như là cái tỷ lệ mắc GBS ước tính là khoảng 0.44 tới 1.14 trên 100.000 dân. À, thì các cái con số này được lấy ra từ các cái nghiên cứu tại các quốc gia Đông Nam Á thì rất tiếc là à, hiện tại ở Việt Nam chúng ta thì vẫn chưa có những cái đóng góp và chưa có những nghiên cứu để xác định được cái tỷ lệ này. Đây là à, một cái bảng à, em trích ra từ cái đồng thuận. À, đầu tiên thì cái đồng thuận này sẽ đánh giá cái chất lượng của các cái nghiên cứu dựa theo cái AAN 2011 và cái ASFA 2019 cho từng từng loại bệnh lý. À, và cái bước thứ ba của cái đồng thuận này đó là đề xuất lược đồ điều trị thì trong lược đồ điều trị này sẽ bao gồm bốn phần là chẩn đoán điều trị đầu tay cân nhắc điều trị hàng 2 và điều trị hàng thứ ba ví dụ như là đối với MS thì à, đầu tiên cái khuyến cáo mà được sử dụng là cái chẩn đoán à, của McDonald năm 2017 ngoài ra thì cũng sẽ sử dụng các cái khuyến cáo đồng thuận tại các cái quốc gia trong đông nam á như là thái lan hoặc là malaysia thì tương tự cho các cái nhóm bệnh khác thì cái khuyến cáo để à, xây dựng cho cái đồng thuận này thì cũng sẽ được xây dựng theo một cái hướng một cái cách thức tương tự như vậy à, trong khuyến cáo này thì cũng có đề cập tới cụ thể về các cái test ở đây là các cái biomarker thì sẽ chi rất là chi rất là rõ về các cái thành phần bộ thể là gì, loại kháng thể là ra sao và cái uh, mẫu xét nghiệm như thế nào cũng như là cập nhật luôn về tất cả các cái nhà sản xuất uh, cho các cái biomarker này được chấp thuận tại Đông Nam Á. Đối với điều trị bước đầu thì khi chẩn đoán là rối loạn tự miễn hoặc là bệnh, bệnh nhân sẽ được điều trị bằng một trong các liệu pháp như IVIG corticosteroid và cái thay huyết tương thì cái việc lựa chọn liệu pháp miễn dịch này nó tùy thuộc vào các cái bằng chứng hiện có về cái kinh nghiệm lâm sàng, chống chỉ định cũng như là khả năng uh, hiện có cũng như là cái chi phí điều trị. Thì cái việc đối với cái thay huyết tương á, thì được xem như là điều trị bước đầu và các cái bằng chứng mới nhất nó khuyến cáo cho các cái chỉ định như là GBS, CIDP hoặc là nhược cơ hoặc là cái bệnh lý paraprotein IgG, IgA, IgM trong các cái trường hợp mà bệnh nhưng không dung nạp với phương pháp pháp nào thì có thể đổi sang các cái phương à, án khác trong cái điều trị bước đầu. Cái việc đánh giá thì à, nó điều, nó phụ thuộc vào diễn biến tự nhiên. Đối với những cái bệnh nhân mà đáp ứng với liệu pháp bước đầu thì việc điều trị sẽ dừng lại hẳn với các bệnh lý đơn pháp cấp tính như là GVs hoặc là IDEM Còn đối với các rối loạn miễn dịch mạng tính thì cần cân nhắc xuống thang ở những cái bệnh nhân nghi ngờ tái phát trên những cái đối tượng không tái phát thì cần phải được theo dõi và cả về lâm sàng, cả huyết thảo anh, cả điện sinh lý hình ảnh học và tùy theo bệnh lý cụ thể và các cái phương tiện mà có thể theo dõi và với các cái tái phát mạng tính đã biết hoặc là những cái bệnh nhân tái phát trong quá trình xuống thang thì cần xem xét phải duy trì cái điều trị kéo dài đối với cân nhắc điều trị hàng thứ hai thì với các cái bệnh nhân mà không đáp ứng với điều trị hàng đợt bước đầu hoặc là tái phát thì nên cân nhắc ở điều trị bước hai. thì những cái bệnh nhân không đạt được mục tiêu điều trị bằng IVIG hoặc corticosteroid thì được xem như là kháng trị và nên được cân nhắc chuyển đổi sang điều trị phù hợp IVIG và corticosteroid hoặc là kết hợp IVIG uh, corticosteroid với một đợt thay huyết tương. thì cái việc chỉ định thay huyết tương được xem như là điều trị bước hai có thể là đơn trị liệu hoặc phối hợp với các cái phương pháp điều trị khác thì uh, được áp dụng trong các nhóm như là IDEM, à, NMOSD, à, viêm não Hashimoto, dược cơ kháng trị với IVIG hoặc là viêm não NMDA. Đối với điều trị hàng thứ ba thì trong một vài tình huống hiếm gặp khi mà điều trị à, đầu tay cũng như là điều trị hàng thứ hai thất bại thì cái lựa chọn điều trị thế giới hàng ba nên được cá thể hóa và tuân theo những cái khuyến cáo dựa trên những cái bằng chứng lâm sàng mới nhất. Thì sau đây em xin đi lướt qua một à, vài các cái mặt bệnh. À, thứ nhất là hội chứng Guillain-Barré thì đầu tiên phải khẳng định là corticosteroid đã được chứng minh là không mang lại lợi ích. Cái việc phối hợp IVIG và methylprednisolone thì không hiệu quả hơn so với IVIG đơn trị. Và cái IVIG hay là thay huyết tương thì được xem như là điều trị bước đầu của GPS và hiệu quả tương tự nhau. Và hiện tại thì không có bằng chứng cho thấy nào phương pháp nào nó có hiệu quả hơn. Đối với CIDP thì mặc dù việc thay huyết tương được xem như là một phương pháp điều trị bước đầu trong CIDP nhưng mà liệu pháp này ít được cân nhắc như là một cái phương pháp điều trị kéo dài do cái tính không tiện lợi của nó do vậy cái TPE kéo dài thông qua đường tĩnh mạch vào máu ngoại biên được xem như là một cái phương áp thay thế cho những cái bệnh nhân không đáp ứng với corticosteroid hoặc IVIG hoặc không thể dung nạp nữa và cái TPE này nó cũng sẽ được xem là một cái phương pháp dễ thực hiện và chi phí rẻ hơn nhiều so với cái IVIG trong cái bệnh đa dây thần kinh vận động nhiều ổ MNN thì cái liệu pháp điều trị chính cho em em vẫn là IVIG cái việc sử dụng corticosteroid hoặc là thay huyết tương thì được chứng minh là không có hiệu quả trong MNN và trong một vài trường hợp sẽ làm cho cái tình trạng lâm sàng này sẽ xấu đi với bệnh nhược cơ thì trong một số trường hợp tăng nặng của bệnh nhược cơ như là hoặc là cái cơn nhược cơ thì cái IVIG và thay huyết tương là cái phương pháp điều trị ức chế miễn dịch đặc hiệu và tạo ra một cái đáp ứng nhanh chóng Tuy nhiên đối với cái bệnh nhược cơ thụ thể kháng MOSK ấy, thì cái IVAG được xem là kém hiệu quả hơn và thay huyết tương được khuyến cáo là phương pháp điều trị đối với tình trạng tăng nặng hoặc là cơn nhược cơ đối với cái nhóm mà có cái kháng thể MOSK dương tính. Về viêm não tự miễn thì cái này thì lúc nãy tiến sĩ Hiếu cũng đã có cái trình bày thì cái liệu pháp pháp miễn dịch bước đầu đối với viêm não tự miễn là corticosteroid hoặc là kết hợp với IG hoặc là thay huyết tương và nếu không đáp ứng với điều trị bước hai thì được khuyến cáo là cái rituximab hoặc cyclophosphamide. À, trong cái nhóm viêm tủy thị thần kinh MOSD thì cái uh, điều trị các cái đợt tấn công thì thông thường vẫn dùng là cái metinpredone tĩnh à, mạch một gam trên một ngày và sau đó thì thay bằng seroi đường uống thì cái việc thay huyết tương này cũng chỉ ra rằng nó giúp cải thiện cái tiên lượng trong thời gian ngắn và đối với các trường hợp tái phát trong nosd được điều trị sớm được chứng minh có hiệu quả đối với cái nhóm nosd igg À, thì cũng chia sẻ thêm với à, các thầy và quý vị đại biểu thì với cái NMOSD thì trong cái kỳ họp lần thứ ba là kỳ họp trực tuyến cách đây khoảng một tuần với suspect thì à, à, nhóm Thái Lan hiện tại thì cũng đang có đề nghị là sẽ làm một cái nghiên cứu à, đa à, trung tâm tại Đông Nam Á về cái NMOSD này thì cái thông tin cụ thể em sẽ chia sẻ à, trong các cái buổi sinh hoạt sắp tới à, Em xin lướt qua về MS, về ADEM thì hiện nay các cái máy tpa chia tách huyết tương từ máu toàn phần thì sử dụng công nghệ ly tâm hoặc là lọc cái việc thay huyết tương ly tâm là cái phương pháp mà tách chiết các cái thành phần của máu dựa trên cái nguyên lý của trọng lực trong khi đó các cái thiết bị lọc thì lại chia tách thành phần của máu dựa trên cái kích thước phân tử xuyên qua màng lọc thì ngoài các cái phương pháp thay huyết tương chuẩn thì có nhiều phương pháp thay huyết tương đã được báo cáo với các cái tên như quý vị có thể thấy ở trên slide thì cái nguyên lý căn bản của các cái phương pháp thay huyết tương thay thế này nó tương tự nhau bằng cách là tối ưu các cái vật tư y tế cơ bản như là túi lấy máu tách chiết huyết tương từ máu toàn phần thành nhiều cái phần nhỏ và sau đó thì sử dụng các cái máy ly tâm cơ bản trong nhiều ngày mà không cần tới các cái bị thay huyết tương chuẩn tuy nhiên thì các bằng chứng hiện tại thì nó không rõ ràng chỉ có một vài nghiên cứu ở trên bệnh nhân ba rê đã được báo cáo ở Bangladesh và Myanmar về triển vọng thì theo những cái khảo sát gần đây cái số bệnh viện đa khoa mà có thiết bị thái viên chuẩn còn rất là hạn chế ước lượng ở khu vực Đông Nam Á thì nó khoảng 1,1 triệu dân thì có một trung tâm tới 2,6 triệu dân thì phải có một trung tâm thì hầu hết các cái trung tâm thần kinh ở trong khu vực ở Đông Nam Á thì đều dựa vào mấy cái thái huyết tương tại các cái khoa như khoa huyết học, khoa lọc máu và khoa hồi sức tích cực đối với các cái đơn vị lọc máu á, thì cái họ họ hay sử dụng cái máy thay huyết tương là qua cái màng lọc thông qua cái đường tĩnh mạch trung ương còn với các bác sĩ huyết học lại hay sử dụng cái thay huyết tương ly tâm thông qua đường tĩnh mạch trung ương hoặc ngoại biên tuy nhiên tại đông nam á hiện tại thì có một số trung tâm thần kinh đã được trang bị cái máy thay huyết tương này và việc thay huyết tương được thực hiện bởi các bác sĩ thần kinh mà tiêu biểu là các cái bệnh viện mà em có đề ở trên Do vậy thì để cải thiện cái chất lượng điều trị thai huyết tương thì trước tiên là phải trang bị các cái máy thai huyết tương chuẩn cho các cái trung tâm thần kinh chính. Và cái việc này thì cũng đã được Sixpack à, à, có bàn luận và do cái vấn đề là dịch Covid-19 cho nên là hiện tại là cái việc mà gửi các bác sĩ tại quốc, các quốc gia kiểu như Việt Nam được qua đào tạo tại Singapore cho cái này thì nó vẫn còn đang vướng mắt. À, do vậy thì Sixpack cũng sẽ thành lập một cái trung tâm khu vực về thai huyết tương giúp hỗ trợ và đào tạo cũng như là các cái dịch vụ về thai huyết tương và bước tiếp theo sẽ là xây dựng một cái mạng lưới trong khu vực tại mỗi quốc gia Đông Nam Á và khuyến khích là các cái trung tâm thần kinh lớn nên thành lập các cái đơn vị thai huyết tương cho bệnh nhân nội trú của mình à, để kết luận cái bài ngày hôm nay thì thứ nhất thì em xin nhắc lại là thai huyết tương là một cái phương pháp điều trị cần thiết nên được phát triển ở các cái quốc gia có cái nguồn lực hạn chế ví dụ như việt nam chúng ta và cái khuyến cáo này cái đồng thuận này là dành cho các bác sĩ đông nam á trong việc lựa chọn thay huyết tương cũng như là các cái phương pháp miễn dịch thay thế à, cho các đoạn tự miễn ở người lớn à, với các cái bằng chứng hiện tại à, thì à, đây là cái lược đồ điều trị thì tuy nhiên với cái đồng thuận chính thức này thì em cũng thông tin thêm là nhóm đã nộp lên à, cái tạp chí Current Neurology and Neuroscience Report thì trong à, chắc là trong khoảng quý 2 thì khi cái này nó ứng hành thì em thì cái bản này chị dụng đã sẽ được là uh, cấp free cho tất cả các cái bác sĩ có quan tâm dạ em xin uh, chân thành cảm ơn sự lắng nghe của uh, quý bác sĩ thầy vâng xin uh, cảm ơn uh, bác sĩ Hoàng Tiến Trọng nghĩa có một bài báo cáo uh, về một cái phương pháp uh, rất là phù hợp với hoàn cảnh của chúng ta có tính chất tổng quan dụng phương pháp này thì cũng phù hợp với tình hình của khu đông mát